Sau 4 vòng đấu đầu tiên ở mùa giải năm ngoái, Manchester United chỉ giành được 6 điểm sau khi được Erik ten Hag tiếp quản. Bước sang mùa giải mới này, đội bóng chủ sân Old Trafford cũng đã lại giành được 2 chiến thắng và 2 thất bại. Những kết quả tương tự sau 4 vòng đấu đầu tiên của 2 mùa giải và cùng chung một ánh nhìn đầy lo lắng của các cổ động viên đang hướng về thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag. Các Manusian hẳn có thể tỏ ra lạc quan vì dù có những bước khởi đầu khó khăn ở mùa giải trước, nhưng đội bóng con cưng của họ vẫn cán đích ở vị trí thứ 3 tại Premier League. Cùng với đó là giành thêm một danh hiệu Carabao Cup. Mùa giải này, Quỷ Đỏ cũng có khởi đầu tương tự, nhưng những khó khăn mới lại đang bắt đầu lộ diện, khiến huấn luyện viên Erik ten Hag phải đau đầu. Vậy, huấn luyện viên người Hà Lan đang phải đối mặt với điều gì tại Man United sau khi trải qua 4 vòng đấu đầu tiên với Man United? Hãy cùng Hủ Tiếu TV đi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Để chỉ ra một thay đổi tích cực nhất của Manchester United dưới thời của Erik ten Hag so với những huấn luyện viên tiền nhiệm trước đây như Ralf Rangnick hay Solskjaer, đó là đội bóng này đã bắt đầu có được một hệ thống chiến thuật với ý đồ và cách thức vận hành rõ ràng hơn. Điều này được thể hiện qua cách mà các cầu thủ United di chuyển để lựa chọn vị trí nhằm thiết lập khối đội hình khi build up và việc thực hiện theo kèm và chiếm lĩnh các khoảng trống để tạo ra một hệ thống pressing hiệu quả. Ten Hag muốn triển khai bóng với bộ tứ vệ và một trong hai tiền vệ trung tâm tạo thành một khối hình thang. Hai hậu vệ cánh chủ yếu sẽ bó vào trong khu vực nách trung lộ nhằm giúp United tạo ra được lợi thế quân số tại khu vực giữa sân. Tuy nhiên, họ cũng sẽ có được yêu cầu chơi rộng nếu như Ten Hag muốn có những điểm nhận bóng ở biên và kéo giãn được khối phòng ngự của đối phương. Ở phía trên, các cầu thủ sẽ cố gắng đẩy cao, ghim hàng thủ đối phương lại để mở ra khoảng trống lớn hơn ở giữa sân cho các số 8 của United có thể thoải mái nhận bóng và trở thành điểm đến lý tưởng cho những đường truyền xuyên tuyến từ phía dưới. Anthony Martial và sau này là Rasmus Højlund sẽ là những người chỉ đạo thường xuyên lùi sâu để tạo ra các lựa chọn chuyển bóng mới, đồng thời góp phần vào việc overload khu vực giữa sân để giúp đội nhà có thể lên bóng tốt hơn. Hai chân chạy cánh của United sẽ luôn được Ten Hag bố trí thi đấu rộng bởi ông muốn cô lập các cầu vệ cánh của đối phương và có thể ngay lập tức thực hiện những pha bóng một đối một với họ nếu như nhận được bóng từ đồng đội. Dù vậy, có là khối build up nào đi chăng nữa thì mục tiêu mà vị chiến lược gia 51 tuổi muốn cao trò của mình hướng tới đó là kiểm soát được chéo bóng thật tốt để thu hút áp lực từ đối phương, từ đó kéo giãn khối phòng ngự cả theo chiều ngang lẫn chiều dọc và đưa bóng tới khu vực 1/3 cuối sân nhờ lợi thế quân số mà khối build up đã được thiết lập. Khi bắt đầu tiến vào phần sân của đối thủ, Ten Hag muốn các trò nắm lợi thế chủ động qua việc kiểm soát không gian. Ông muốn các cầu thủ giữ được một cự ly đội hình đẹp nhất, có thể nhằm thiết lập được mối liên kết chặt chẽ giữa các cầu thủ để luôn chuyển bóng dễ dàng hơn, nhưng vẫn phải đảm bảo được có những cầu thủ được đá rộng để sẵn sàng khai thác vào các khoảng trống phía bên kia nếu như có cội được mở ra. Ngoài ra, những đường đảo cánh để khai thác sự xô lệch của đội hình đối phương và tạo ra những điều kiện cho các chân chạy cánh phía bên kia được một đấu một cũng sẽ là một phương án mà Ten Hag thường xuyên cho các học trò thực hiện trong những pha tấn công của mình. Mặt trận phòng ngự là nơi thể hiện rõ nhất những sự thay đổi của United dưới thời của Erik ten Hag. Khi mà từ hình ảnh của một đội bóng rời rạc trong khâu pressing, các tuyến thiếu sự liên kết với nhau và thường xuyên để lộ các khoảng trống chết người ở bên trong đội hình, United giờ đây đã cải thiện rất nhiều khả năng gây áp lực của mình và phòng ngự hiệu quả hơn rất nhiều so với các đời huấn luyện viên trước. Thường thì Ten Hag vẫn giữ nguyên khối 4-3-2-1 với Martial là người gây áp lực chính lên các trung vệ. Trong khi đó, Sancho và Rashford sẽ đảm nhận nhiệm vụ cắt các hướng chuyển bóng ra biên cho hậu vệ cánh. Bruno Fernandes sẽ chơi thấp hơn 3 cầu thủ trên một chút và thường được giao nhiệm vụ là kiểm soát pivot của đối phương, ngăn không cho các cầu thủ ở tuyến dưới có thể đưa bóng tới vị trí của các cầu thủ này. Điểm mấu chốt cho sự khác biệt ở đây là Ten Hag không ngại để cao các tiến còn lại của United nhằm giữ cự ly đội hình chặt chẽ nhất có thể, không cho đối phương khai thác bất kỳ khoảng trống bên trong khối phòng ngự. Với việc sử dụng cặp đôi trung vệ có lối chơi quyết liệt và cực kỳ cơ động như Varane và Martinez, United có thể gây áp lực lên đối phương một cách mạnh mẽ hơn mà vẫn có thể lùi về bọc lót kịp thời các khoảng trống nếu như thất bại. Khác xa sự chậm chạp và bị động như những gì chúng ta thấy với Harry Maguire trong đội hình.
một điểm sáng mà ta có thể thấy được ở United trong quãng thời gian 4 trận đấu đầu mùa này là việc Ten Hag nhận ra được vấn đề mà đội bóng đang phải và sẵn sàng thử nghiệm cũng như đưa ra các sự thay đổi để tìm kiếm phương án xử lý cho vấn đề đó. Ông sẵn sàng đưa đội trưởng Maguire lên băng ghế dự bị khi biết rằng anh ta không phù hợp với lối chơi yêu cầu các trung vệ phải thi đấu cơ động và liên tục dâng cao áp sát đối phương mà mình đang theo đuổi. Ông cũng không ngần ngại thử nghiệm Eriksen trong vai trò của một số 6 chơi bên cạnh Casemiro sau khi nhận thấy Mason Mount không có đủ tố chất để thi đấu tại vị trí này. Zidane không cho thấy sự nỗ lực trong tập luyện và có dấu hiệu không hài lòng về phong cách huấn luyện của mình. Ông thẳng tay loại anh ra khỏi đội hình xuất phát ngay lập tức. Dù số 25 có thể được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc của United hiện tại, những ví dụ này đã phác họa được phần nào một hình ảnh Ten Hag dám làm dám chịu, không ngại thay đổi để tìm kiếm những phương án tốt nhất hiện tại cho đội bóng. Với một người mới trên nước trên giáo đặt chân tới một giải đấu khắc nghiệt như là Premier League, việc sẵn sàng thay đổi để thích nghi của vị chiến lược gia người Hà Lan có thể coi là một nhân tố quan trọng giúp ông thành công trong dự án cải tổ của Man United lần này. Thế nhưng, đừng vì những điểm sáng như vậy mà quá lạc quan về tương lai phía trước của nửa đỏ thành Manchester, bởi họ vẫn còn rất nhiều những vấn đề cần Ten Hag phải giải quyết trong thời gian sắp tới. Vấn đề đầu tiên đó là khả năng triển khai bóng cỏ hiện tại không được tốt, và nó chủ yếu tới từ việc Ten Hag không có đủ nhân sự chất lượng để làm điều này. Họ không có cho mình một tiền vệ trung tâm có đủ khả năng chuyển bóng sâu sắc, có thể xử lý tình huống nhanh chỉ trong 1-2 chạm để vượt qua được những áp lực đến từ đối phương và mở ra các khoảng trống. Nếu không thể giải quyết được nó ít nhất là ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè, hay xa hơn là kỳ chuyển nhượng mùa đông, mọi thứ trở nên khó khăn đối với United ở trong mùa giải này. Dù có một hệ thống tấn công rõ ràng hơn, nhưng khi phải đối đầu với một khối phòng ngự chặt chẽ, United vẫn tỏ ra vô cùng bế tắc và chưa cho thấy được những mảng miếng tấn công nào hiệu quả để có thể xuyên thủng được bức tường bê tông mà đối phương dựng ra trước khung thành. Các cầu thủ Quỷ Đỏ quá lười thực hiện những pha di chuyển không bóng để chiếm lĩnh khoảng trống hay kéo giãn đội hình đối thủ, khiến những tình huống tấn công của họ thường quá tinh và gặp khó trong các việc tìm kiếm cội. Và việc bế tắc trong tấn công này là một phần nguyên nhân chính dẫn tới việc vấn đề tiếp theo của đội bóng này, đó là khả năng chống phản công tương đối tệ. Khi gặp khó trong việc xuyên thủng hàng thủ đối phương, các tiền vệ của United sẽ có xu hướng đẩy cao lên nhằm tạo sức ép lớn hơn nữa lên khung thành đối phương. Tuy nhiên, điều này vô hình chung khiến cho hàng thủ của họ trở nên mong manh và dễ bị đối phương đánh thẳng mặt trong những tình huống phản công nhanh. Ở thời điểm mà Casemiro không còn sung mãn như thời kỳ đỉnh cao, rất có thể đội bóng chủ sân Old Trafford sẽ còn để lộ ra những nguy hiểm tại khu vực giữa sân. Và nỗi lo đó đã xuất hiện liên tục từ đầu mùa giải cho tới ngày hôm nay. Quá trình tái thiết một đội bóng chưa bao giờ là dễ dàng cả. Và việc liệu thầy Mười có thành công trong công cuộc phục hưng Quỷ Đỏ thành Manchester hay không thực sự là một điều quá khó để mà nói trước. Vậy nên ở thời điểm này, các fan của đội bóng này cứ tận hưởng hết mình và cùng chờ xem mùa giải 2023-2024 sẽ đem tới cho họ những điều gì bất ngờ. Mùa giải mới chỉ đi qua được 4 vòng đấu, vậy nên vẫn còn thời gian cho Erik Ten Hag có những sự thay đổi và điều chỉnh. Biết đâu, kỳ tích của mùa giải năm ngoái sẽ tiếp tục lặp lại với Man United thì sao?